Hello mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ review một chiếc ví Jack Ball của thương hiệu Van. Cái bọc với bé xíu nhìn cũng tan xỉu, nhưng không nha mọi người, nó dai như quỷ. Mình gạch muốn nát cái bọc luôn nó mới chịu ra. Sau 7 muốn chỉnh làm gạch thì cuối cùng em nó cũng chỉ chui đầu ra. Mình muốn xỉu. Ta-da, ví Van Jack Ball đây nè. Bây giờ thì mở nó ra nha. Ví Van này được làm bằng chất liệu cô tông nên là nó khá là mềm và nhỏ gọn nữa. Quay cận lại cho mọi người nhìn nè. Giờ thì mình đi vào phần bên trong của ví nha. Trời ơi, nó trắng tinh khôi luôn á. Cái ngăn này mọi người có thể đựng nhân vật nhỏ linh tinh bla bla. Còn ngăn này thì để đựng thẻ nè. Ngăn trắng trong này mọi người có thể để hình nè. Ở đây có một cái ngăn nữa nè, có thể để giấy tờ quan trọng. Cái ngăn này thì đựng tiền. Nếu mọi người muốn mình unbox hay mẫu nào thì comment bên dưới nha.